Nhìn mặt lúc đầu em cũng đoán là hát hay. Nhưng xem không ạ, em chưa nhưng ạ. Chưa nhưng. Xem clip thì thấy giọng Bắc em cũng vẫn nghĩ là hát hay. Tuy nhiên cũng không tuy nhiên gì, lúc sau ra cái giọng thì... Anh Thành cười khá ố quá Thành. Anh Thành nghiêm túc chưa ạ? Rất nghiêm túc, anh nghiêm túc. Em mời cô giáo đang phát biểu đề nghị nghiêm túc. Ok, anh không nhưng không tuy nhiên anh rất nghiêm túc. Vâng ạ. Cái người đàn ông em tin tưởng đó, em thấy không, người ta lật em liền. Đâu, anh ra năng diễn thôi. Diễn cái gì? Cái gì em cũng diễn hết trơn á. Không phải, từ từ để em nói. Em bị phản bội mà em cũng không biết nữa. Em nói như thế nào? Không, thực ra em đã ở đội anh Giang rồi, anh Giang có phản bội em thì em vẫn tin anh Giang. Trời đất ơi. Trái tim chung tình. Tình yêu là mù quá. Trái tim chung tình. Mùi quán, nghe cô vậy hết. Bây giờ nè, thật ra ấy ạ, anh điểm nói đó. Mời em. Thực ra là, đây là nói thật ạ. Là khi nhìn thấy bạn này ở trong clip, rồi nhìn thấy bạn ấy ạ, thì em biết là bạn ấy hát hay. Tức là bạn ấy có hát được. Đây là em nói thật đấy ạ. Nhưng mà chỉ là... gì đâu. Em sợ anh. Nhưng mà bởi như vậy, nhưng mà em nghĩ là em muốn làm cho biên tập vui. Em muốn làm cho biên tập vui. Trời ơi, một cái lý do mà ngang ngược như vậy. Thật em cũng có thể nghĩ ra. Biên tập sẽ nghĩ là lừa được em thì mọi người vui hơn. Đến với một cái chương trình mang cái tính chất giải trí như thế này, hình như nào giờ Chi ít tham gia lắm đúng không? Vâng ạ, ở Sài Gòn thì em đây là chương trình đầu tiên ạ. Chương trình đầu tiên. Có cái lý do gì không em, hay là bởi vì do khoảng cách xa xôi của mình ngại bay ra bay vào để mình tham gia những chương trình như thế này? Tại vì em nghĩ là hồi xưa em không vui lắm, bây giờ em vui hơn. Chi tặng tặng khán giả like đoạn nhẹ xe đạp. Đúng rồi, xe đạp thích đi. Xe đạp lắm. Đi học đó nha. Rồi cấp 3 đó. Rồi được khúc này, 2 bài. Gần lại bên anh em nghe tim em ấm áp. Là lần em nghe tim em vu vơ xuyên sao. Trời ơi hay quá. Đợi anh góc phố quen mình em, chỉ mình em và nỗi nhớ mong rồi có nhau. Đạp xe trên phố tan trường. Trời ơi tan trở. Ăn cái gì mà cảm nó hát nghe. Hay thì trời ơi thiệt. Ngọt mà nó ngọt như mấy lùi. Nãy có á. Người nói về em sai phải không? Nói mà anh nghe được ánh mắt cười mà anh thấy đúng thiệt. Nói trời đất ơi, bé Chi nó hát mở màn, nó hát live, nó hát như nhai đĩa. Chắc nhỏ là bình thường không ăn cơm mà ăn đĩa không đó. Người ta là cô giáo, người ta nói chuyện nè. Anh à? Anh chưa nói gì ạ? Em qua họp với Thành Quỳnh. Em thì... tại vì lúc đầu em cứ mãi nhìn cả 7 người luôn ạ. Cả lúc có cái clip của bạn thì em vẫn nhìn 7 người. Để em có một cái tổng quát cho nó đỡ phải trả lời nhiều ấy ạ. Em nghĩ là bạn ấy hát không hay ạ. Tại sao vậy em? Với cả em thấy bạn ấy có nẹp răng ấy. Thì bạn ấy hát nhiều nó sẽ tước cái nẹp hàm đấy vào môi. Sẽ bị thương. Bị thương. Vâng. Ủa mình là cô giáo, mình dạy bên thanh nhạc hay là mình dạy bên nha khoa? Mình dạy bên điều dưỡng hả? Không ạ. Em có dạy thanh nhạc đâu. Chứ em dạy bên gì? Đàn ạ. Của em tan rã rồi. Piano. Em cũng dạy hát nữa. Như vậy ý của em là quái hát không hay bởi vì quái niềng răng đúng không? Em mới chỉ nhìn được như thế thôi ạ. Thực ra em cũng không có kinh nghiệm nhiều trong những môi trường này ạ. Khu vực này ạ. Nhưng mà em thì em khi em nghe giọng bạn ấy nói chuyện ấy ạ, anh Giang ạ. Có cái độ ngữ điệu. Vâng, có ngữ điệu và nó cũng có cảm xúc hơn những người mà hát không hay. Cô này đang hát bài của Phong Quỳnh. Chữ ta băng qua thung lũng. Thế ạ? Dạ hả? Đúng vậy. Em không nghe thấy thế. Em cũng để ý bạn số 3 này từ nãy rồi ấy. Phong cách của bạn khác với những 6 bạn còn lại. À đúng 6 nhỉ? Đúng rồi. Đúng rồi. Với cả vừa nãy ạ, mà anh Giang đoán là cái gì ta băng qua cái gì đấy đấy. Đúng lũng đấy. Thì em lại nghe thành bài khác đấy. Bài gì đấy? Theo em anh thì về. Em nhìn thấy cái chút đấy ạ. Em mới vô làm cho có kinh nghiệm được, trời ơi. Nhưng mà em muốn hỏi một tí ạ. Là
Tức là khi mà bạn ý hát lên thì người ta cũng sẽ làm méo cái tiếng thật của bạn ấy luôn đúng không ạ? À không em. Maybe thôi. Khi bạn ấy hát cái nốt cuối cùng mà mình nghe được thì là hầu như là đó là cái giọng thật của bạn ấy. Ui, thật à? Thì đấy, đấy rồi, bị hoang mang là vậy đó. Có thể lên nha, có thể làm méo nha. Đúng rồi. Nhưng mà cái xác suất rất ít lắm. Còn chi? Lúc mà nhìn thấy bạn ở đây này, hiện diện tại đây luôn này, thì em nghĩ là không hay. Nhưng mà đến khi mà phát clip em lại thấy là hay. Tại vì là nó có cái tiếng cuối cùng ấy. Đúng. Nó không bị bẻ tiếng như cái bạn số 3. Thì là hay. Em đoán là hay. Là hay. Còn Tú thì sao? Nhưng mà em nghĩ là không hay ạ. À, vẫn là không hay à? Dạ. Em tin vào cái cảm giác ở đây nhiều hơn là trong tiếng clip. Vâng. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhìn mặt lúc đầu em cũng đoán là hát hay. Ừ. Nhưng xem không ạ, em chưa nhưng ạ. Ừ, chưa nhưng. Xem clip thì thấy giọng Bắc em cũng vẫn nghĩ là hát hay. Tuy nhiên cũng không tuy nhiên gì, lúc sau ra cái giọng anh Thành cười khá ố quá Thành. À, anh Thành nghiêm túc chưa ạ? Rất nghiêm, anh nghiêm túc. Em mời cô giáo ra phát biểu đề nghị nghiêm túc. Ok, anh không nhưng không tuy nhiên anh rất nghiêm túc. Vâng ạ, xong tiếp khi mà đến cái giọng của bạn thì em lại nghĩ đây là một cái giọng mà bị biên tập làm méo tiếng. Về cấu tạo, bạn này là theo kiểu là mồm trôi chảy, đớp táp rất tốt đấy. Cái gì ạ? Đớp táp. Đớp táp. À. Cô giáo mà, cô giáo không quen dùng từ đấy. Cô giáo chưa dùng từ đấy. Là mình phải nói những cái từ cho nó chuẩn mực nè. À, đấy. À, bạn này phun thở rất tốt. Đấy. Lấy hơi đúng không? Phun thở rất tốt. Bây giờ vẫn đang đẹp nha, đang thiết cảm đấy. Giờ cho cứ cho là tốt đi. Ladies and gentlemen. Yeah. Ở đây các bạn đều rất là stylish, rất là trẻ trung, hiện đại và có cá tính. Âm nhạc từ chị hôm nay xin cho hỏi là em sát song ca bài gì? À, được nói luôn ạ? Được. À, giữ em đi ạ. Em hả? Dạ. Em đã mất bảy của cái địch rồi. Sau khi nghe bài hát của em, người ta sẽ loại hết những đứa hát hay để cho em hát những đứa hát dở. Tại sao em có thể sống như một cái người đàn ông mà người ta có thể tiêm nhiễm vào đầu mình những cái điều tiêu cực như vậy? Em tin vào anh Giang rồi ạ. Người ta có lòng tin, người ta mới về bên đó. Tại sao có thể tin một cái người như vậy mà? Tin đồng đội. Như thế là trung thành. Bây giờ mà Thùy Chi không tin Giang mà tin em mới lạ đó Thành. Đúng rồi. Em gạt quá luôn. Ừ. Quỳnh là hôm nay hát gì? Bài nhạc. Hả? Nhạc. Bài nhạc. Dạ. Bài nhạc. Bài tên nhạc. Bài tên là nhạc á anh. Bài tên nhạc. Nhạc nhẽo. Nhạc nhẽo. Đúng rồi. Bài hết rồi, tưởng bài nhạc. À. Bài nhạc nhạc nhẽo. Yến Duyên. Giang có đồng ý tôi lúc bạn ra mà bạn búa cái nhịp tôi với Giang còn tưởng là hát dở. Vậy mà cô giáo vẫn biết, cô giáo ơi. Diễn đấy. À, lừa đấy. Tại vì em còn tin vào cái clip lúc đầu luôn. Thế sao lúc nãy cô vẫn bảo em chọn? Đâu, tại vì anh bảo là 1, 3 hoặc là gì đấy. Thì em bảo vâng, thì em đồng ý số 1 đến số 3 em quên mất. Cô giáo cũng phải có lúc quên chứ. Cô giáo cái gì? Lật mặt cô luôn kìa, thì cái ác dễ sợ. Ai giả quá à. Bạn cái người đàn ông em tin tưởng đó, em thấy không, người ta lật em liền. Đâu, anh Giang đang diễn thôi. Diễn cái gì? Cái gì em cũng diễn hết rồi á. Không phải, từ để em nói. Em bị phản bội mà em cũng không biết nữa. Em nói như thế nào? Không, thực ra em đã ở đội anh Giang rồi, anh Giang có phản bội em thì em vẫn tin anh Giang. Trái tim chung tình. Tình yêu là mù quáng. Trái tim chung tình. Mù quáng, nghe cô giải thích. Bây giờ nè, nói chung. Anh để em nói đã. Mời em. Thực ra là đây là nói thật ạ. Ừ. Là khi nhìn thấy bạn này ở trong clip rồi nhìn thấy bạn ấy ạ, thì em biết là bạn ấy hát hay, tức là bạn ấy có hát được. Đây là em nói thật đấy ạ anh Giang. Nhưng mà chỉ là gì đâu. Em sợ anh chi không ạ. Bởi như em, nhưng mà em nghĩ là em muốn làm cho biên tập vui, em muốn làm cho biên tập vui. Vui. Một cái lý do mà ngang ngược như vậy em cũng không nghĩ ra. Biên tập sẽ nghĩ là lừa được em thì mọi người vui hơn. Rồi, vỗ tay dành cho Bảo Khánh. Thật quá.